Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ năm, ngày 2 tháng 8 năm 2018. Chương trình tối nay có một số nội dung chính sau đây. Cũng trong ngày hôm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, hội chợ giao dịch hàng xuất khẩu Chiết Giang tại Việt Nam, một trong những hội chợ hàng hóa xuất khẩu quy mô lớn nhất, lâu đời nhất do tỉnh Chiết Giang Trung Quốc tổ chức tại khu vực ASEAN đã chính thức khai mạc. Hội chợ có sự tham gia của 106 doanh nghiệp với 150 gian hàng giới thiệu về 3 lĩnh vực: máy móc, thiết bị điện, điện tử, ngũ kim, vật liệu xây dựng và dệt may, sản phẩm gia dụng. Song song đó, triển lãm quốc tế chuyên ngành dược phẩm và trang thiết bị y tế với tên gọi Việt Nam MediPharm Expo lần thứ 18 cũng được diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham dự của 350 doanh nghiệp đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hội chợ giao dịch hàng xuất khẩu Chiết Giang và triển lãm Việt Nam MediPharm Expo 2018 diễn ra đến hết ngày 4 tháng 8 tại quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.